Ốc cười hả? Đây, bữa nay mình được mớ cá này ngon nha cả nhà. Thì chia lại của ông anh. Cá này cá thiên nhiên á cả nhà. Ông anh ổng đặt ống bình minh ở trong mấy cái ao lục bình á. Con cá này là còn sống nè. Hồi nãy là còn sống hết á. Tại để nãy giờ mấy con cá heo nó ngợp rồi. Cá chạch lấu nè. Cá chạch lấu 1.3 kg nha. Trời ơi. Nó bự cả nhà ơi, nó bự bằng cái cánh tay của Hằng luôn á. Nó dài lắm. Cầm lên cho cả nhà coi. Nó dài nè. Được không? Ồ. Quá dài không? Dài thiệt là dài luôn. Cả nhà thấy nó dài không? 1.3 kg nha cả nhà. Còn thêm mấy con này cứng cứng. Còn sống. Chạch lấu. Rồi cá heo. Hết cái thao này là 1.1 kg, 2.1 kg cá. Cái anh này anh đặt lâu lâu mới có. Rồi có là anh sẽ gọi cho mình lấy. Vì cá này nó thiên nhiên thì mình ăn nó sẽ ngon hơn cá nuôi. Cũng giới thiệu cho cả nhà rồi. Ngon ba. Cô anh Tâm em chứ. Cá này bự. Ký ba đó. Cá này bị xỉu rồi. Nãy không còn sống mà xỉu đâu, qua cầm lên coi. Để xỉu. Không. Mất biết con cá rồi. Con cá chạch lấu nặng 1.3 kg. Ghê không? Xem cá chưa không? Thấy ừ, con cá chạch lấu siêu to không giờ luôn. Siêu cho không giờ vô. Ừ. Rồi. Ở trong đó có cái gì vậy? Cá heo nữa nè. Con cá nó bự ghê, nó dài quá, nó dài bằng cái nguyên cánh tay con luôn á. Rồi cá heo. Mấy cá heo. Cá heo đây. Con cá chạch lấu siêu to không giờ. Ừ, cá siêu siêu to. Siêu to không giờ. Siêu to không giờ luôn. Bằng cá nhỏ nữa. Bự bằng cái gì. Chiều nay nấu món gì cho mấy em bé ăn luôn được rồi ba. Cho mấy đứa con. Ừ, cho mấy đứa con. Ngon quá. Hết trơn này là 2.1 kg á. Ngạch biết cá ngon. Đúng rồi. Chào ông bà cô chú. Chào bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Chào cả nhà. Chào cô Đắc. Chào cả nhà đây cô Đắc. Chào cả nhà. Cái tao ngoại dính cá đâu có lấy được. Tại nhớ không, nhớ cá không. Tôm nó biết con cá chạch lấu siêu to không lồn. Mình làm cá mình sẽ làm món chiều nay nha cả nhà. Nhắc lên đi em mở cho. Ẩm gì đá chút chút. Trời bữa nước ngập tưởng tiêu rồi chứ bữa nay phục hồi là được. Bụi chảnh ra xuống rồi hả? Phải không? Khi đầu bước nguyên gốc luôn. Ủa cái này mình anh Nguyễn sao mình không cắt á, vô mình lặt cho nó ra. Nó là cầm con dao theo mà. À, cắt cũng được mà cắt bây giờ nó ít kẹo quá mình cắt cái nó. Đi thì bật bước lên. Ừ. Mình xài nhiều bước như đi. Chỗ này như nó bị thiếu đất hay gì vậy? Nhớ cái em vàng nó gian của anh hồi lận cho anh giữ thẳng. Ừ. Trưa này nó chưa tốt nè, nó tốt rồi nè. Thì tốt bữa nay mình mới dám bẻ ăn nè, hôm bữa chưa tốt đâu dám ăn. Không có tốt là lẻ đó. Dưới mé này cũng có nè mọi chuẩn bị có món ngon đặc biệt nữa nha. Có dậy chưa? Rồi, nãy Út qua rồi. Em nói đợi mọi người, đợi anh Nguyễn rồi xuống là làm luôn Út về. Đi lên kêu Út cái gì. Sáng nay mọi người đi tiệc hôi nôi, chiều nay món này chắc cũng giải nhiệt chứ lắm à.
dụm buồn chuối này lên luôn anh Nguyễn ơi. Này chắc cũng già rồi à. Nè. Già chưa? Già rồi quý. Đi ngã rồi. Mình có sử dụng chiều nay mình có sử dụng chuối cây. Nữa. Ôi cây chuối ngã mấy ông này gãy gơm sao mà ngã bình địa chỗ này hết trơn trời. Nhiều chút đỉnh gì? Gơm cuộn cuộn lên. Mấy đứa nhỏ chiều nó ra cái cánh đồng gặt xong của mình thì nó đã banh. Ờ, vậy con thấy chai ngoài đây hết, con tưởng chai đó cũng không còn. Vậy còn được rồi ba coi lấy. Cái này có phân gì trên nạo giống dài lắm. Cá này nhỏ, cho nó tốt lên đi rồi nó khỏi. Hả? Rau ôm. Ngò ôm. Ngò ôm á. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại gian bếp của bông lúa Đồng Tháp. Săn được 2 kg mốt hỗn hợp cá sạch lấu và cá heo. Cá heo nước ngọt cả nhà. Đây. Thì cả nhà nãy giờ quay cũng nhiều dữ lắm rồi cả nhà, tại vì thấy mê đó. Đặc biệt rồi. Rồi, nhà nó săn dưa xong rồi lặn xuống lặn dưa hay lắm. Lặn dưới ghe mình dưới quắt dưới. Ghê hay không? Rồi anh Nguyễn lên món đi, Nguyễn ơi trễ rồi, nãy giờ đợi anh chứ đợi ai. Lên lửa nấu. Hôm nay mình nấu lá vàng ha. Cá chạch nấu lá vàng ha. Cá chạch lấu. Sắc ra những vô. Như 3 cây đậu gọc. Rồi, còn cá heo thì kho tiêu. Kho tiêu đi. Rau ôm. Vàng hái rau ôm. Chào cả nhà. Rửa chưa hay vậy? Rồi xong luôn. Nó dài bằng một cái sải tay luôn á Nguyễn. Hả? Dài bằng một sải tay luôn. Sải tay của anh á. Ừ. Sải tay. Không cần phải dư à. Để đây em cho con xương tới nách. Dịnh tiếp Giang ơi, để nó dính nó dưới vậy Giang. Dịnh. Cắt con thằng này trước. Quá là tài gì đó. Dạ. Bắt hay thì bắt hay quá trời. Cá tươi ha. Ngon quá. Trời ơi, nó ra ăn cái này không được nữa, bị phong nữa rồi. Bị phong nữa rồi. Ông Sáu thì đang ngứa nữa. Đi ông Sáu không, rồi. Không, lẹ dữ vậy, hết bệnh chứ, nãy nổi hột vô lặn nè. Hồi nãy nó nổi hột lên á, xích dầu nó lặn luôn nè. Chắc ăn cái chạch được à, có xích dầu nữa. Rồi buổi tối ở gia đình, ông lúa Đồng Tháp. Thịt đông ánh đúng không mẹ? Coi thịt cá tươi này. Tươi cả nhà thấy cái ống ánh lóng ánh mà nó còn giật.
Bữa nay mình nấu cho trên nhà ăn em bé với lại xong mẹ với bà xã Giang. Cá chạch thì mình cá chạch lấu mình sẽ nấu lá giang cả nhà, còn cá heo này kho tiêu. Mình cho cá vào. Cá này em nghĩ nấu lâu chín rồi mọi người. Sợ nấu lâu chín. Ở cái bình bông như chỗ này nè cho nó đẹp. Đó cả nhà. Được. Đà, nó ngọt dữ lắm mà. Ờ để cho bông nó cái đẹp lên kìa. Úc ơi. Sôi rồi, dầu sôi rồi, mỡ sôi rồi. Cho gia vị vô luôn đi. Cái kiểu cũ mà đó giờ không lúa làm hết luôn. Cái dạ dày ghê luôn. Xong. Lắm rồi. Cá này bự. Thêm đúng rồi, thêm đúng rồi. Gia vị dầu đường. Cái này mình kho theo kiểu miền Tây đó nhà, mà nó phải có vị ngọt ngọt cho nên ngọt vô. Có đường nhiều đó. Cho ít nước màu. Cái phần cái nước sốt khô cá đó là mình, cái công đoạn nó là vậy đó cả nhà, nhưng mà còn tùy theo khẩu vị của mỗi người nữa. Mình có thể hết ăn mặn thì mình cho nhiều nước mắm lên, còn hết ăn ngọt thì mình thêm đường. Ở đây thì con lúa mình hết hay kho là nó mặn mặn và nó có vị hơi ngót ngót. Lá vàng trước khi cho cả nhà nhớ dò nát nó nghe cả nhà. Mình bớt như này. Lá vàng lá bùn ngót rồi nấu mình phải dò. Cái này nếu mình anh Nguyễn anh nấu nước nhiều là tại vì lý do một chút xíu nữa mình có nhúng rau, mình ăn bún. Tối nay ăn cơm chắc ngon dữ đây. Kèm với đậu rồng, chuối cây. Ôi trời. Cái heo kho này nè. Xong. Mình ăn cơm hay ăn bún cả nhà? Có bún nè, có bún phải, nhưng mà bún phải trụng lại nha. Cơm thì lên lấy cơm. Hỗ trợ anh mới được mọi người. Úc kìa. Ở đây nè, cho sáng. Cái món này làm như nó cái món lên khói dữ rồi. Lên khói.
này cũng giống như là nấu canh chua vậy đó cả nhà, nhưng mà cái chua thì mình sử dụng lá giang. Xong rồi con, con ăn không? Chưa con. À, rồi mẹ lấy cho con liền. Ôi ơi, bữa cơm tối bữa nay cả nhà ơi. Đây này là cá chạch lấu mình nấu lá giang, nó chìm dưới cho rồi. Cá chìm dưới. Đây cá heo kho tiêu mình ăn kèm với rau rồi mình bỏ vô cái lẩu này. Cho ăn sao? Để cơm không? Để cơm chứ. Trụng chuối cây vô. Mời cả nhà ăn cơm tối. Rút vào đây đi. Mời cả nhà. Chưa, hồi sáng nhà mọi người có đi tiệc rồi cho nên là chiều nay ăn cơm đó cả nhà, nấu món này chua chua này ăn cho nó giải giải nhiệt. Cả nhà ăn cơm chua cho nó giải nhiệt. Coi chừng mưa luôn á. Làm gì đốt rơm? Mình cuộn rơm rồi mà. Rồi trả dễ. Lần đầu tiên làm cái món cá chạch lấu nấu lá giang đó cả nhà. Hồi lần mình có nấu mẻ, chưa nấu lá giang. Ui da, mũi cá. Vô cá đi đầu bếp. Đầu bếp. Anh đầu bếp. Cá bự quá. Cá bự nó ra cái nước, húp cái nước nó cũng gửi. Nãy giờ nói anh Nguyễn anh ghẹo hàng Bắc là không phải nha cả nhà, cái này là mua chia lại của người anh á, ở xóm trên á. Chừng nào anh có anh gọi mình nè. Mời cả nhà. Cá chạch lấu nấu lá giang. Mặn muối ớt gì không? Không mặn. Không. Vừa ăn hết nổi. Còn chấm với ớt nữa mặn gì không? Ồ ba. Còn lăn với muối ớt nữa mà. Đoạn cá nhiều cái mấy. Chàng dùng. Béo đỡ người ha. Mời cả nhà. Hết biết cái già nó cạp nó miếng tùy sau đây. Qua bài. Cái phanh đầy cái chén. Giang cái phanh của Giang phanh đó là nhỏ. Cái này là cái đặc biệt thôi nhất. Đặc biệt là cá này là do ông săn bắt, ổng săn bắt được rồi ổng bán cho mình cả nhà chứ không phải là mình mua ngoài chợ. Có lần có nhiều lúc mà ví dụ như cô chú anh chị nào về mà muốn ăn cá này á mà ông anh đó ổng không có thì mình cũng phải đành ra chợ mình mua, mà ra chợ thì nó sẽ là cá nuôi chứ không phải là cá thiên nhiên. Ngon ghê ha. Béo. Cá bự nhiều. Ngon. Giang chị. Ai đổ? Ai sẽ đổ mồ hôi trước? Nguyễn. Ngập cái nước. Nguyễn đổ hôi rồi. Ai đổ mồ hôi trước là khỏe trước nha. Nhưng mà nãy giờ gần biết lửa mà. Không đổ mồ hôi trước rồi đó. Tưởng bữa nay bà với Giang cử cá chạch lấu chứ. Cá
trời đi bắt quá lên trển kêu ông trời nó hết bắt lần nữa không hồi bữa đầu nguyện hồi bữa đầu tiên á Giang nó kêu chị Hai ơi lấy cái tông đơ đẩy giùm em. Em đâu dám đẩy đó thiệt không dám luôn á. Dạ hết chị Giang. Mới bật lên cái đẩy vô một chút cái. Trời ơi ghê quá không được không được. Không được, nhìn thấy ghê lắm không làm được. Trả cho mày. Hôm qua có anh kia coi clip anh chỉ mua dầu gội, chỉ biết cái dầu gội đó gọi mà bữa giờ quên, đi mua mà nói mua cái quên để mua cho. Mua gội. Hiểu khắp tết gì nha. Dầu gội Seo Sun của Hàn Quốc, mệt ghê. Có gì chị nắm á. Hôm đó ăn thảo mi rồi nó cũng bị mà nó ít à. Thảo mi là nó bị gạo chứ nó không phải bị như Giang. Gạo nó khác anh, còn cái của Giang anh chưa thấy tận mắt đâu. Ghê lắm. Rồi bữa anh thấy mà. Bị gạo nó ngoài da, còn nó con Giang nó bị lớn nè. Bị ở bên trong à. Lột lớp da. Tới bên. Trời ơi, gì vậy? Cái gì vậy? Kêu kêu kêu. Cá này xương lắm nha Nguyễn. Anh ăn xương dở đó, anh rồi. Cẩn thận nghe không? Ừ, dạ. Dạ, dạ chứ. Nó cười không, anh Nguyễn nó ăn xương dở thiệt chứ không phải là ghẹo ảnh cái ngà, nó ăn xương dở thiệt. Bẹo. Dạ nó dày, hết hộp luôn. Cá bự mà. Cả nhà tại vì lý do con cá này nó béo cho nên là mình kho cá, cả nhà thường thấy á. Ở đây kho cá heo ít khi nào để tép mỡ luôn cả nhà. Tại nó béo quá. Mình mỡ. Rồi ông Sáu sao ăn cá heo được ta? Sao không được, dối quá chứ dễ à. Cho rau vô thêm chứ. Đó, đó, đó. Sốc nước quá ngon. Sốc cái nước vô gạch này bực bực. Con cá chạch lấu nhìn thấy nó bên ngoài cả nhà, nó trên cái lằn lưng của nó có mấy cái gai dữ. Mình gấp ao tới vậy chứ gì. Đây mời cả nhà ăn heo kho tiêu chắc mặn à. Mặn à. Không có cá này kho cá ngon này. Út nó kho vừa ăn rồi không có mặn đâu. Trời ơi, cái út nè, mới bới xiên cơm nè, làm con chứ đâu. Chắc vậy. Dạ. Con cũng bới liền mới được. Cái nhà, cái heo kho tiêu. Bình thường á, cái nhà mình ăn ví dụ như cá trê hay cá lóc gì gì á, mà làm hai cái món này á, thì thật sự mà nói á, là nó cũng là cá nấu canh chua với lại kho tiêu, nhưng mà hai cái con cá này mà nấu canh chua với kho tiêu á là nó có giá trị lắm. Con cá heo này nó ở đây nó mắc lắm cả nhà. Hồi đợt trước á mình mua ở dưới ao dưới người ta gạn á, người ta bán á, mà bán cho thương lái á, họ đợt đó mua nhiêu Nguyễn? 501 là 510.000 một ký rồi đó cả nhà, là bán cho lái á. Còn ở ngoài chợ cả nhà, đi chợ cả nhà sẽ rất ít khi nào gặp được cái con cá heo này. Cá nuôi cũng hiếm luôn chứ đừng nói chi tới cá thiên nhiên. Còn cá chạch lấu thì nó dễ tìm hơn cá heo. Nhưng mà chợ cũng không có bán. Rất ít. Không anh, đâu quá. Anh biết sao không? Anh khi nào anh có nhu cầu á, anh phải dặn. Anh phải dặn mấy người bạn hàng cá, người ta mới liên hệ với chủ ao. Rồi người ta đưa cho mình. Còn cá heo này đố anh ra chợ vòng vòng mấy chợ này đố anh kiếm á. Không khó. Chưa ra kịp cái chợ. Kiểu giống như ví dụ như mà bữa nào có cái mấy cái mối quen của người ta, giống như ông anh này ông bắt được như ảnh đưa cho mình rồi. Còn không anh Trinh chú Chính á cũng hay dặn nữa đó, chắc bữa nay ổng đi đá ổng không ăn sao đưa đây sao.
nói chung ăn nhiều quá cũng ngán. Nó ngán mà ngán cái túi, ngán tiền á, ngán cái túi. Nè bác coi, đây tôi bắt gặp. Được được được. Nếu lần sau mà ảnh có nữa thì mình sẽ làm món khác nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào clip ngày mai. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Bữa nay cơm trễ quá. Chào cả nhà, chào cả nhà. Bữa nào mà mình đi vô thử mình vô mấy nghe. Hỏi ông đặt này đâu, bữa nào mình vô trong đó mình mò thử coi dính không. Nó chuyên nghiệp của người ta mà.